Rồi con trốn trong đó tới bao giờ con chui ra? Con nằm hoài trong đó vậy hả? Bụi lắm á. Mẹ Vũ không có sạch hết đâu. Đi ở ngoài nằm đi cho mát. Nghe không? Quý vị có thấy Phúc Yên đâu không? Phúc Yên đâu rồi? Phúc Yên à? Kìa, nó nhúc nhích kìa. Có ai thấy nó không? Đó, nó nhúc nhích đó. Đi ra đi con. Ở đó hoài đâu có được. Mới tắm xong luôn á. Dơ hết bộ đồ đó luôn rồi. Đi ra xiết nè. Em ra cho nó vậy. Không chui ra luôn hả? Trời ơi. Cái gì thấy nó không? Cái gì thấy nó ở đâu không? Mẹ không thấy Phúc Yên á. Phúc Yên đâu rồi? Phúc Yên à. Phúc Yên chui ra đi. Cười hí hí cái gì? Chị ai ngủ á? Chui ra ngoài đi. Trong đó mệt lắm. Ở trong đó, ở trong đó là làm sao hả? Ôi ơi, vô nhìn nó chơi nè. Chắc nó thích như vậy quá à. Con không ra luôn hả? Không cho dở lên. La chị ai vậy á? Đó, nó thấy cái tay nó rồi đó. Trời ơi, lấy cái gói vô cứ nội thôi. Mẹ không có dở đâu. Lấy cái gói làm gì không biết. Thua. Chơi kỳ vậy. Đi nghe. Đi ra đi. Con dở lên cho mẹ coi cái coi. Không hả? Cho mẹ coi con nằm sao hả?
xem mấy con làm sao ha. Ơi. Ok nha. Nó nằm đây luôn. Sao la lớn như vậy? Mày giỡn mày nhìn cái hả? Để nhìn cái thôi. Ê, Buru dậy thay đồ đi học để trễ. 40 à, mới 40 à. Mới 40 à, chưa trễ. Đi đi đường này nè. Đi đường này nè, đi đường này nè, đi vòng anh kia. Đi vòng đường này, mẹ ngồi ở đây rồi, đi vòng đường bên đây nè. Mẹ kêu đi vòng đường bên đây nè. Mẹ mắt ngồi ở đây rồi. Ừ đúng rồi. Dơ á. Rú dậy rồi, thức đi. Dơ không, kiến không rồi kìa. Kiến ở dưới đó không rồi. Đi, đi lên đi. Lấy gói lên, lấy gói lên. Lượm cái gói lên. Lượm gói lên, mẹ chảy ra. Kiến không ở dưới nè. Đi. Kéo ra, tự con kéo ra đi. Rồi. Thua.